Hello em ha, đây anh kiểm tra test cho em ha, chuẩn bị đóng gói cho em đó, biết không? Động cơ này kia hoạt động bình thường em ha. Đây anh mở cho em ha, cấp bờ lên ha, nhấn im thì lên bay Super S nè, dắt bô nè, eco là tiết kiệm nè, 15 km, động cơ rất êm ha. Super nè, nhấp cái là lên đèn nè, không em thấy tín hiệu đèn không? Đây nó nằm đây ha, đúc diary là 30 là 31 cây đó, lên 25 mát nè, thấy chưa, cho phép 25 mát là động cơ nè, con Super nè, lên Super nè, rồi kéo hết nè, nó lên mát đỏ nè, có nghĩa trong phạm vi này là nó là lên tới mát đỏ, có nghĩa là rất là nguy hiểm nè, cầm lái rồi người kia phải chú ý nha em trai. Rồi đây động cơ của nó nè, em thấy không, chạy nè, thấy ghê không đó, phải chú ý nè. Đây chỉnh thắng thì anh đã chỉnh theo cái hướng đè im thì nó vẫn chạy nè, nhấp đôi cái nè ha, có nghĩa em vẫn gạt cái chế độ nè, bung ra nó vẫn, có khi nó vẫn nằm ở chế độ tự động ha, gạt ra từ từ nó nhảy xuống đèn, từ 25 trở lên đến 35 là nó lên tốc độ rồi. Ok, mọi chi tiết là hoàn chỉnh hết ha. Nên thì lưu ý nha, đây là pin của nó là pin 4815A nha, con này đi là 40-50 km đó. Yên tâm nha, vấn đề em đi là tầm 50 km là ok, không có, con này bản mát pin cao đó em, anh đã test rồi ha. Còn cái đây là bên trái là ta là cái chuông em ha, đó nghe tiếng két không, ở bên phải là tay ga của đoạn điểm mắt nè, rồi điểm gấp, bây giờ anh chuẩn bị gấp lại cho em nữa ha. Mở ra tắt nguồn nhớ nha, đây chế độ anh tắt nguồn đề yên nè đó. Rồi trên sổ hướng dẫn có một cái bảng code á, thì em dùng Bluetooth cũng được, không dùng Bluetooth cũng không sao, kết nối Bluetooth thì anh thấy ký hiệu của scooter nằm trên kết nối ha. Đây gạt ra, đi tàu điện thì nhớ nha, mình mở cái này ra trước nè, cái gác cài nè, rồi gạt chưa ha, đừng có đứng thế này nha, tại anh cầm quen rồi cho nên anh cứ đứng thế, em đứng thế bên hông á, biết không? Đây cái góc gạt, thấy không, kẹt vô nhớ nha, vậy là xong, mình xách đi ha. Tầm 25-30 kg ha, rất là nặng, rồi mình mang lên tàu mình giác, con này hơi to á,